Đối với Tấn Trường cũng là một câu chuyện rất đặc biệt về hành trình của một thủ môn trở lại sau khoảng 6 năm. Khi là thủ môn của các đội tuyển Việt Nam thì một trong những trận đấu hay nhất của Tấn Trường là trận đấu gặp Singapore ở vòng bảng của AFF Cup 2010. Đó là khi mà chúng ta buộc phải thắng để góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Và khi đó huấn luyện viên Calisto đã quyết định sử dụng thủ môn Tấn Trường thay vì thủ môn là người hùng của kỳ AFF Cup 2 năm trước đó Dương Hồng Sơn. Và đó là một trận đấu rất hay của Tấn Trường. Trong những dấu ấn với bóng đá Việt Nam thì một trận đấu khác Tấn Trường đã chơi rất hay là trận chung kết Merdeka Cup 2008. Đội U22 Việt Nam đã đánh bại Malaysia sau là đá luân lưu. Còn vừa rồi là đường truyền của Công Phượng dành cho Hồng Duy. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu với nhiều hơn những sự thư thái. Công Phượng, Bùi Tiến Dũng. Rất nhịp nhàng, Hồng Duy. Hoàng Đức. Một điều quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ cần cố gắng để tránh chấn thương. Quang Hải. Trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đã thay 5 cầu thủ. Thêm một cầu nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Và thành! Một màn siêu trình diễn trên sân khấu An Mắc Tum của các nghệ sĩ áo đỏ. Chúng ta đã vượt qua những khó khăn, những thách thức đến từ những võ sĩ áo trắng ở trong hiệp 1. Và giờ đây khi An Mắc Tum trở lại là một sân khấu bóng đá thì thực sự các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa. Những khoảnh khắc của Quang Hải đã làm bùng nổ tất cả. Và lần này đến lượt Văn Thanh gọi tên tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta cũng hô vang tên anh với một cú cứa lòng hoàn hảo. Đội tuyển Việt Nam không chỉ ghi bàn mà còn ghi những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Và cùng với đó thì những pha bay người rất đẹp mắt của người chiến sĩ khung thành đội tuyển Indonesia lại càng tô điểm thêm cho những pha lập công như vậy. Và đây là ông Park Hang-seo. Luôn là những cảm giác về những hành động xin phép được dùng từ đáng yêu từ phía vị huấn luyện viên này. Chúng tôi trong cabin bình luận cũng đã có những hành động ăn mừng và tôi tin rằng dù lúc này đã là gần 2 giờ sáng rồi, ở trên khắp đất nước Việt Nam, các cổ động viên cũng đã có những biểu đạt ăn mừng khác nhau vì chúng ta không thể ngồi im trước những pha xử lý tuyệt vời đó của các chàng trai áo đỏ cho đến lúc này. Còn hơn cả mong đợi, 4-0 rồi. Trước khi bước vào trận đấu này thì chúng ta mới chỉ ghi có 5 bàn mà thôi. 3 bàn ghi vào lưới Indonesia trong trận lượt đi, 1 bàn vào lưới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 1 bàn vào lưới Malaysia. Và hôm nay chúng ta đã có thêm 4 bàn với tổng 7 bàn thắng ghi vào lưới của Indonesia đến lúc này. Thêm một cơ hội nữa cho chúng ta, đường chuyền của Tiến Linh. Rất hay. Xuân Trường. Xuân Trường. Indonesia dường như đã bị đuối sức rồi. Và đây là lúc mà năng lượng dự trữ từ phía các cầu thủ áo đỏ mới có dịp được thể hiện. Anh Cương Ngạo, đội tuyển Việt Nam giống hệt như một cỗ máy được chuyển sang chế độ ghi bàn. Cứ dứt điểm là ghi bàn. Chính xác là như vậy. Dây chuyền sản xuất bàn thắng của chúng ta đã hoạt động trơn tru ở trong hiệp đấu thứ hai này. Và những câu chuyện mà chúng ta lo lắng, anh Cương ạ, về cái nắng nóng khủng khiếp ở miền đất Tây Á như UAE dường như cũng không còn là thách thức nữa khi đội bóng của Liên Park Hang Seo biết phân phối thể lực một cách rất hợp lý.
và có cảm giác như chúng ta rất quen với điều kiện thời tiết này rồi. Hồng Duy. Thực tế thì ngay trong hiệp đấu đầu tiên đã có những tình huống phối hợp của các cầu thủ Việt Nam cho thấy rằng đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ với những pha đập nhả cảm giác như có trong sách giáo khoa vậy. Nhưng có lẽ vì những pha vào bóng quá ác ý, lối chơi rắn quyết liệt đã làm cho những nhịp bóng cuối cùng của chúng ta không như ý. Nhưng khi hiệp đấu thứ hai, sự bình yên trở lại thì những gì đã trở thành những pha phối hợp bài bản đã cho thấy tác dụng một cách rõ ràng. Bốn bàn thắng chỉ trong hiệp 2 đã được thực hiện. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được giới thiệu tới quý vị là quý vị có thể theo dõi lại tất cả những bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam đã có được ở trong trận đấu ngày hôm nay, cũng như rất nhiều những thông tin cập nhật về UEFA Euro 2020, giải đấu sẽ khai mạc vào đêm thứ Bảy tuần này. Bên cạnh những thông tin mới nhất, nóng nhất, cập nhật nhất của các sự kiện thể thao. Và đây rồi, trong chuyên mục VTV Sport trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, và đây rồi thưa quý vị, Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu sẽ vào sân để thay Tiến Linh. Cùng là một vị trí dứt điểm nhưng Văn Thành đã ghi bàn. Thẻ vàng dành cho ông Shin Tae-yong. Một thẻ phạt dành cho ngay cả một người không thi đấu ở trên sân bên phía đội tuyển Indonesia. Ông Shin Tae-yong đã đến Indonesia khoảng hơn một năm rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên đối đầu với đội tuyển Việt Nam của Huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi đến với bóng đá của chúng ta thì chưa bao giờ thua trước bất kỳ một đối thủ Đông Nam Á nào. Và ông Shin Tae-yong, cho dù đã từng giúp đội tuyển Hàn Quốc đánh bại đội tuyển Đức tại World Cup 2018, thì ngày hôm nay vẫn phải đối mặt với một kết quả nghiệt ngã. Mà anh Cường ạ, huấn luyện viên Park Hang-seo lại rất hay, luôn là nỗi ác mộng với những huấn luyện viên dự World Cup và gây ấn tượng tại World Cup. Bert van Marwijk đã từng để lại rất nhiều dấu ấn với đội tuyển Hà Lan, cũng đã từng thất bại. Nishino của đội tuyển Thái Lan cũng từng thua tại King's Cup. Và hôm nay, một người bước ra từ sân khấu lớn World Cup, ông Shin Tae-yong, không thể làm đảo ngược hoàn cảnh mà thậm chí còn phải nhận thẻ vàng. Văn Hậu có cơ hội được sống trong hơi thở của một trận đấu chính thức và làm quen với nhịp thi đấu quen thuộc của những người đồng đội. Hồng Duy, Văn Hậu, lại là một pha bóng có thể nói là ác ý nữa của cầu thủ đội bạn, đó là của Asnawi. Khi Văn Hậu vào sân thì Duy sẽ được đẩy lên đá cao như một tiền đạo cánh. Điều này đã từng xuất hiện ở trận đấu đầu tiên của chúng ta ở vòng loại với Thái Lan. Công Phượng thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Thank you.
Cho đến thời điểm này thì có thể khẳng định là sau lượt đấu hôm nay thì đội tuyển của chúng ta vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng G. Bất chấp kết quả của trận đấu giữa UAE và Thái Lan. Và tôi tin rằng anh Cường ạ,